Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung sản xuất nhằm đảm bảo số lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2020. Ý kiến trái chiều khi không công bố đề thi minh họa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên 90% số vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trái cây sang Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán canh tí năm 2020 cần theo dõi sát diễn biến thông quan để đảm bảo tiến độ xuất khẩu. Theo đó, các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông thủy sản nói chung và trái cây nói riêng qua các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, đóng gói, đáp ứng đúng yêu cầu của nước nhập khẩu và kịp thời điều tiết tiến độ vận chuyển giao nhận hàng hóa tại khu vực cửa khẩu biên giới khi phát sinh hiện tượng bất thường ùn ứ. Bên cạnh đó, cần chủ động phân loại, lựa chọn chủng loại nông sản trái cây và tổ chức đóng gói ngay tại nơi sản xuất đáp ứng yêu cầu của đối tác nhập khẩu trước khi đưa lên khu vực biên giới để quá trình giao nhận hàng hóa diễn ra thuận lợi nhanh chóng. Đồng thời, nâng cao chất lượng nghiêm túc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc, kê khai vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như các yêu cầu liên quan nhằm đáp ứng quy định tiêu chuẩn đã thỏa thuận với nước nhập khẩu. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở. Cụ thể, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng cho năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11 ngày 15 tháng 5 năm 2013, thông tư số 32 ngày 18 tháng 11 năm 2014 và thông tư số 25 ngày 29 tháng 7 năm 2016 của ngân hàng nhà nước là 5,0% một năm. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và thay thế quyết định số 2570 ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền được xem là thời vụ mang lại nguồn thu khá lớn cho các hộ chế biến thủy hải sản. Hiện nay, các cơ sở chế biến hải sản trên địa bàn Thanh Hóa đang tập trung sản xuất nhằm đảm bảo số lượng sản phẩm cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2020. Để có được hơn 4.000 lít nước mắm cung ứng cho khách hàng trong đợt Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Liên, thôn Hợp Tân, xã Hoàng Phụ, huyện Hồng Hóa đã chuẩn bị các khâu chế biến từ trước. Hiện gia đình bà đang thuê thêm nhân công, thực hiện khâu còn lại là rút nước mắm và đóng chai, dán nhãn. Cũng như gia đình bà Liên, thời điểm này 300 hộ sản xuất nước mắm trên địa bàn xã Hoàng Phụ, huyện Hồng Hóa cũng đã tập trung đóng hàng, chuẩn bị cung ứng cho khách hàng. Được biết, trung bình mỗi vụ Tết, các cơ sở sản xuất nước mắm xã Hoàng Phụ cung cấp cho thị trường trên 10 triệu lít nước mắm mang lại doanh thu khoảng 15 tỷ đồng để mà chuẩn bị hàng vào tết là bọn tôi phải chuẩn bị cách đây là từ tháng 10 trở về đây để cung cấp cho dân thì nói chung là tiêu thụ được gấp đặc 3-4 lần vào cái tháng bình thường tăng thêm là cái thu nhập cho người dân gia đình nhà tôi thì là đang có sản xuất trên cái mạng cái cái, cái, cái cái truyền thống nước mắm gia truyền mà nước mắm gia truyền là nước mắm đến tôi là ba đời rồi Mà làm là gia truyền vào dịp Tết này thì chúng tôi này phải đảm bảo công nhân hơn Thì một tháng bình quân chúng tôi cứ thuê mỗi ngày là 5 người Trong cái đợt Tết Nguyên Đán này thì gia đình nhà tôi có đơn đặt hàng là 10.000 lít à, Số lượng nhiều như thế này thì nhà tôi cũng tập trung thuê người và làm đủ theo yêu cầu của bà con Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 50 doanh nghiệp và hơn 1.000 cơ sở chế biến thủy hải sản đang hoạt động. Vào dịp Tết, các mặt hàng thủy hải sản được tiêu thụ nhiều gồm nước mắm, tôm khô, mực khô, hải sản đông lạnh. Các sản phẩm này vừa được sử dụng làm thực phẩm, vừa làm quà biếu nên lượng tiêu thụ tăng gấp từ 3 đến 4 lần so với các tháng trong năm. Phải phục vụ cái hàng của vừa là khách du lịch vừa Tết thì chúng tôi vẫn gia đình thì vẫn cứ phải giữ nguyên cái chất lượng và có thể nói là trong thời gian này thì đang còn nâng cao hơn một chút nữa về cái cái, cái 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 chất lượng để cho khách người ta mua về người ta làm quà biếu Tết này. Và những cái đơn hàng làm của các đơn vị mua để làm quà biếu này thì mình làm nó, nó nó thứ nhất là phải là chất lượng, thứ hai nữa là cái khâu an toàn về thực phẩm. Năm nay thì khác hơn với mọi năm là tức là mình thay đổi thêm một ít cái mẫu mã. Cái 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 hình thức chai lọ rồi tiêm nhãn và cái thứ hai nữa là năm nay thì nó khác hơn mỗi năm năm nay là như bọn mình là từ, thường thường là như năm nay từ đầu năm đến giờ là cái khâu mà vệ sinh an toàn thực phẩm đấy là bọn mình phải đặt lên hàng đầu nên cái chất lượng cái sản phẩm năm nay nó sẽ có năng là sẽ khác hơn các năm nhiều Tại trong thời gian tới là cái thời gian chuẩn bị vào cái tết nguyên đán cái lượng tiêu thụ nước mắm nó sẽ nhiều chuyển ra thị trường để chúng tôi đã có cái chỉ đạo hợp tác xã rồi là động viên bà con rồi thành lập các cái ra cho các cái thôn mà có các cái hộ chế biến nước mắm làm tốt cái công tác đó là cái chất lượng nước mắm và cái quảng bá cái thương hiệu cũng như còn quan tâm nhất đó là cái vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao khi nước mắm đã có thương hiệu rồi xuất bán ra thị trường phải đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm cuối năm giá hải sản tươi tăng nên một số sản phẩm chế biến cũng tăng trên 10%. Riêng mặt hàng nước mắm vẫn giữ nguyên giá Bản tin Thanh Hóa ngày mới xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành chỉ thị số 01 về việc tổ chức Tết Nguyên đán canh tí 2020, yêu cầu giám đốc các sở, trường các ban ngành đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban dân các huyện, thành phố, thị xã, trường các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đó tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa trên thị trường thanh hóa để kịp thời có biện pháp đảm bảo sản xuất lưu thông hàng hóa thông suốt không để xảy ra tình trạng thiếu hàng sốt giá đẩy mạnh sản xuất sản phẩm nông sản theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch tả lợn châu phi kiểm soát chặt chẽ vận chuyển giết mổ chế biến tiêu thụ thịt gia súc gia cầm tổ chức các lễ hội hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao du lịch trong dịp tết đảm bảo vui tươi lành mạnh kiểm tra ra soát nắm chắc tình hình đời sống nhân dân triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui xuân đón Tết. Trong năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã tiếp nhận thẩm định và ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với 20.200 người lao động, tăng 6,9% so với năm 2018. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ việc làm quan tâm tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới miễn phí cho 100% người lao động bị mất việc làm đến nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành khảo sát mẫu tình hình tái hòa nhập thị trường lao động của 1.050 người. Kết quả khảo sát cho thấy số lượng lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thanh Hóa chiếm tỷ lệ 99,14% đối với nhóm tuổi từ 18 đến 30%. 88,29% đối với nhóm tuổi từ 30 đến 40 và 78,9% đối với nhóm tuổi từ 40 trở lên. Thời gian qua, Bộ Công an đã phát hiện hoạt động tạo lập các trang mạng giả mạo trang thông tin điện tử của lực lượng công an. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo về hoạt động tạo lập các trang mạng giả mạo trang thông tin điện tử của lực lượng công an nhằm phát tán mã độc công an tỉnh thanh hóa đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến nhận diện về hoạt động tạo lập các trang thông tin điện tử giả mạo cơ quan tổ chức nói chung và lực lượng công an nói riêng nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ nhân viên học sinh sinh viên khi tham gia môi trường mạng không truy cập vào các đường link địa chỉ trang web liên quan đến cơ quan nhà nước có dấu hiệu khả nghi hoặc chưa được cơ quan tổ chức đó xác nhận nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm mã độc không cài đặt các phần mềm ứng dụng không rõ nguồn gốc tăng cường bảo đảm an ninh thông tin đối với các phần mềm thiết bị đang kết nối internet tại đơn vị. Trường hợp phát hiện các trang mạng giả mạo cổng thông tin điện tử của công an tỉnh Thanh Hóa hoặc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh, cần thông báo ngay cho công an Thanh Hóa qua phòng PA03, số điện thoại 0989156591, đồng chí Nguyễn Quang Minh để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm 2020 sẽ không xây dựng công bố đề thi minh họa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như mọi năm. Thông tin này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía học sinh và cán bộ giáo viên các nhà trường. Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo không xây dựng công bố đề minh họa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020, nhiều học sinh tỏ ra băn khoăn lo lắng bởi đề thi minh họa vẫn được các em xem là một trong những tài liệu quan trọng định hướng phạm vi cấu trúc và độ văn hóa của đề thi. Khi mà có đề minh họa thì chúng em sẽ có được căn cứ để mình ôn tập ạ khi mà năm nay chưa có thì chúng em cũng hơi lo lắng ạ à, bởi vì cũng không biết là kiến thức sẽ tập trung vào phần nào và độ dễ khó của đề như thế nào ạ. À. Đề thi minh họa là một cái cơ sở để chúng em có một cái quá trình ôn tập là tốt nhất ạ. À. Nhưng mà năm nay thì không có thì em vẫn có một chút băn khoăn bởi vì là đề thi năm nay sẽ có giống như đề thi năm trước hay không vào những cái dạng như thế nào. Đây cũng là băn khoăn của không ít thầy cô phụ trách giảng dạy và ôn tập các môn thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Ngược lại, không ít cán bộ giáo viên đồng tình với việc không công bố đề thi minh họa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bởi điều này có nghĩa kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 cơ bản được giữ ổn định như năm 2019. Bên cạnh đó, nhiều cán bộ giáo viên cho rằng không có đề thi minh họa sẽ giúp giáo viên và học sinh không bị định hướng về nội dung, không chạy theo một kiểu đề, dạng đề theo khuẩn mẫu. Tên cương uh, vị là một giáo viên chủ nhiệm lớp 12 thì tôi luôn luôn định hướng cho học sinh là các em việc đầu tiên các em phải học tốt trong chuẩn kiến thức kỹ năng theo kiến thức chuẩn kiến kiến thức kỹ năng ôn tập những phần thầy cô đang giảng dạy trên lớp và trong sách giáo khoa bên cạnh đó chúng ta sẽ siêu tập những cái đề trên mạng và những cái đề mà chúng tôi đã xây dựng cho học sinh và học sinh cứ yên tâm ôn tập tất cả những cái không có gì thay đổi so với năm 2019 vì vậy mà các em ôn tập tốt những cái phần đó thì các em sẽ làm bài tốt có đề minh họa hay không có đề minh họa thì cũng không phải là cái điều quan trọng lắm mà quan trọng nhất là phải chỉ đạo cho các thầy các cô trong nhà trường bám các chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng để giảng dạy học sinh một cách có hiệu quả. Hiện học sinh khối lớp 12 đã bắt đầu chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020. Thay vì lo lắng về mức độ khó dễ của đề thi thì học sinh nên chủ động ôn luyện, nắm vững kiến thức tổng thể và kiến thức chuyên sâu phù hợp với mục tiêu của mỗi cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bên cạnh đầu tư công trình cơ sở hạ tầng, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa còn giữ gìn và phát triển hệ thống cây xanh. Những không gian xanh có phần giúp cho vùng quê nông thôn mới Thiệu Vận có không gian trong lành, thoáng đãng, đậm đà bản sắc truyền thống. Theo lớp người cao tuổi địa phương, hai cây cổ thụ bắc qua cầu Canh Bắc thuộc địa phận thôn 1 xã Thiệu Vận có tuổi đời lên tới hàng trăm năm trải qua thăng trầm của thời gian, cảnh vật nông thôn có nhiều sự đổi thay, nhưng người dân vẫn quyết giữ gìn, chăm sóc hai cây cổ thụ này. Coi đây như linh hồn của cả cộng đồng. Được biết, hiện nay xã Thiệu Vận còn bảo tồn được hàng chục cây cổ thụ như thế. Ngoài những cây cây cổ thụ thì hiện nay là phát động cho các đoàn thể là chứ hết là phụ nữ và nông dân là những cái dọc đường của thôn là trồng cây xanh để đảm bảo cái cái, 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 cái môi trường sống và đặc biệt coi như là các hộ gia đình trong thôn cũng ngoài cái việc để bảo vệ cái môi trường sống thì cũng phát động là các hộ tham gia cây xanh để đảm bảo cái vệ sinh chung của coi như là là trong thôn. Trong quá trình phát triển, đặc biệt là từ khi xây dựng nông thôn mới, một trong những nội dung quan trọng được xã Thiệu Vận quan tâm chỉ đạo thực hiện là bảo vệ môi trường, xanh hóa diện tích đất trống, đất hoang hóa. Hàng năm, xã đều dành một phần kinh phí cho việc trồng mới cây xanh, cây bóng mát vận động các tổ chức cá nhân và người dân đóng góp chỉnh trang đường làng ngõ xóm, cải tạo vườn tạp trồng rau màu, hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan xanh. Riêng năm 2019, xã trồng mới được hơn 1.000 cây xanh các loại trên đất công ích. Mỗi thôn trên địa bàn đều xây dựng được từ 15 đến 20 mô hình nhà sạch vườn mẫu, 503 sạch. Vườn trồng cây hoa, cây cảnh, rồi cây rau ăn được, rồi cây hoa cây cảnh thì rất đẹp mắt mà lại vui vẻ mà lại nhìn cây là là khỏe mạnh mà lại càng ngày càng phấn khởi chúng tôi đã có một cái nghị quyết để tập trung à, trồng thêm một số cây à, xanh ở những các khuôn viên và dông đường các cái đường đi à, lớn của để rồi tạo cái cảnh quan môi trường à, xanh cho người dân được hưởng thụ Ngoài ra thì chúng tôi đã có một cái uh, kế hoạch làm thế nào để tuyên truyền cho mọi người dân chỉnh trang lại nhà cửa, uh, trồng uh, uh, cây xanh, trồng hoa uh, tạo một cái khuôn viên của gia đình nó xanh sạch đẹp. Từ thực tế ở xã nông thôn mới Thiệu Vận cho thấy, bên cạnh sự phát triển kinh tế xã hội, người dân luôn đồng tình ủng hộ và tham gia xây dựng môi trường sống xanh, xây dựng những miền quê an toàn, đáng sống. Thực hiện kế hoạch cắt điện sửa chữa bảo dưỡng định kỳ lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Tết Nguyên đán năm 2020 của Công ty Điện lực Thanh Hóa, Điện lực Thành phố Thanh Hóa thông báo ngừng cung cấp điện đối với các phụ tải khu vực thành phố Thanh Hóa, thời gian, địa điểm cụ thể như sau. Ngày 10 tháng 1 năm 2020, từ 7 giờ đến 17 giờ cắt điện toàn bộ chợ đầu mối, khu dân cư chợ đầu mối, phường Đông Hương. Ngày 11 tháng 1 năm 2020, từ 6 giờ đến 12 giờ cắt điện, toàn bộ khu vực Đông Hải sau siêu thị Bixi, trạm biến áp cơ quan liên sở, trạm biến áp bảo hiểm xã hội tỉnh. Ngày 12 tháng 1 năm 2020, từ 6 giờ đến 13 giờ cắt điện, khu vực phường Hàm Rồng, khu Âu Thuyền, làng Xuân Minh, toàn bộ mặt bằng 08, mặt bằng tái định cư 5 ngạn, làng 5 ngạn, khu tập thể Cát Sỏi tập thể giống cây trồng phường Hàm Rồng, Ủy ban nhân dân phường Hàm Rồng, Ủy ban nhân dân phường Quảng Thắng, mặt bằng 1821, mặt bằng 8018 trước cổng trường chính trị, đường Lê Hưng, đường Nguyễn Phục, trạm biến áp Quảng Thành 6, trạm biến áp Duy Tiến, thanh tra giao thông, trường Đại học Hồng Đức cơ sở 1, công ty ATS, khu vực phố Thành Mai, Ngọc Mai. Vậy điện lực thành phố Thanh Hóa thông báo để khách hàng sử dụng điện trong khu vực được biết tiện bố trí sản xuất và sinh hoạt. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo. Theo thông tin trên báo chính phủ, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có văn bản chỉ đạo hệ thống thương vụ Việt Nam tại các quốc gia vùng lãnh thổ chủ động trao đổi với Hiệp hội các doanh nghiệp xuất khẩu thịt lợn có uy tín ở nước sở tại để kết nối với các doanh nghiệp nhập khẩu của Việt Nam. Báo Chính phủ cho biết, Bộ Công Thương cũng đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo dõi sát, kiểm soát việc tổ chức tái đàn an toàn, bảo đảm chất lượng mặt hàng thịt lợn, tạo điều kiện cho các sản phẩm lợn thịt, thịt lợn an toàn lưu thông qua các địa phương, giả soát chặt chẽ thực trạng tình hình chăn nuôi gia cầm gia súc trên cả nước để kịp thời ứng phó khi biến động, tránh tình trạng dư thừa, thiếu hụt nguồn cung cục bộ, đồng thời kiểm soát chất lượng sản phẩm gia súc gia cầm nhập khẩu theo đúng quy định nhằm ngăn chặn các sản phẩm có chất lượng kém thâm nhập vào Việt Nam. Những ngày vừa qua, thông tin lực lượng công an được giữ lại 70% số tiền từ việc xử lý vi phạm giao thông đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Thông tin này càng được chú ý hơn khi luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định 100 của chính phủ có hiệu lực thi hành với nhiều mức xử phạt hành chính tăng cao. Báo Lao động vừa đăng tải bài viết làm rõ vấn đề này. Tờ báo dẫn lời Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng tuyên truyền giải quyết tai nạn giao thông, cục cảnh sát giao thông khẳng định: Thông tin 70% số tiền nộp phạt được chi cho lực lượng cảnh sát giao thông là không chính xác. Theo quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, luật ngân sách nhà nước năm 2015 và thông tư số 153 của Bộ Tài chính, thì tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và được quản lý sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Bài viết với nhan đề Loạn phí đổi tiền mới dịp Tết đăng trên báo Kinh tế Đô thị cho biết Tết canh tí 2020 đang đến gần, dịch vụ đổi tiền lẻ tiền mới cũng đang diễn ra rất sôi động mức phí đổi tiền các mệnh giá dao động từ 10 đến 20%, thậm chí cao hơn nhiều. Theo ghi nhận của tờ báo, hiện nay nhiều nhóm đổi tiền mới đã xuất hiện trên Facebook với số lượng thành viên từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn người. Bảng giá đổi tiền được cập nhật theo từng ngày, có đủ các loại mệnh giá từ 5.000 đồng, 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng. Đặc biệt, với mệnh giá càng thấp, phí càng cao lên tới gần 300%. Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chỉ bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiền mặt trong lưu thông đầy đủ kịp thời, chứ không thể đáp ứng được nhu cầu đổi tiền mới để ly si Tết của người dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định về việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi theo nguyên tắc dựa trên sự tự nguyện, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên. Theo đánh giá của báo người lao động, thông tư đã giảm nhiều áp lực cho giáo viên hiện nay. Tờ báo cho biết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ từng thừa nhận các cuộc thi, hội thi dạy giỏi, nhiều cuộc thi mang tính hình thức và tạo áp lực cho người dạy. Còn ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thẳng thắn thừa nhận. Qua giả soát cho thấy, thi giáo viên giỏi nhưng giáo viên diễn đi diễn lại một giờ dạy làm sai lệch mục tiêu ý nghĩa của cuộc thi. Việc thi giáo viên dạy giỏi là cần thiết nhưng phải nhẹ nhàng thực chất chính là nguyện vọng của nhiều giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, chủ động xả trạm BOT khi xảy ra ồn tắc là một nội dung trong công điện của Bộ Giao thông Vận tải gửi các địa phương đơn vị liên quan về việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các trạm BOT trong dịp Tết. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các địa phương đơn vị liên quan tổ chức giao thông khoa học cắm biển phân luồng phân làn hợp lý tại khu vực trạm thu phí BOT, không để xảy ra ùn tắc Đồng thời xử nghiêm các hành vi dừng đỗ không đúng quy định. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp hồ sơ các đối tượng kích động chống phá, quấy rối tại các trạm thu phí, chủ động đề xuất các giải pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự để xử lý nghiêm theo quy định. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, mặc dù tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kéo giảm cả 3 tiêu chí, song số người chết và bị thương vẫn khá cao. Đáng nói, có trên 90% số vụ tai nạn và va quyệt giao thông xảy ra trên đường bộ. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, trên địa bàn xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 159 người và làm bị thương 404 người, trong đó 91% số vụ xảy ra trên đường bộ. Quốc lộ 1A là tuyến đường tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất, chiếm từ 30 đến 40% số vụ tai nạn giao thông của tất cả các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Người điều khiển xe ô tô là đối tượng gây tai nạn nhiều nhất, chiếm 63% số vụ mô tô, xe gắn máy chiếm 40%. Do ý thức người tham giao thông chưa tốt, hay là cái nguyên nhân là lái xe sử dụng rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu và do cái lưu lượng là cái cái tình trạng là chủ hàng hết. công ty đấy ép thời gian để lái xe, như khi là tăng thời gian tăng bo, đây là không đảm bảo về sức khỏe thường là nguyên nhân xảy ra tai nạn. Tại Việt Nam, mỗi ngày trung bình có từ 30 đến 35 người chết vì tai nạn giao thông, trong đó tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ chiếm 90%. Hầu hết tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ và đường tỉnh nơi có lưu lượng xe lớn với tỷ lệ khoảng 48% trên quốc lộ, 16% trên đường tỉnh và 20% trên đường đô thị. Đây thực sự là con số báo động khi phần lớn người tham gia giao thông đều di chuyển trên đường bộ chương trình thanh hóa ngày mới hôm nay xin được khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại